Cô dạy đến phần nào rồi? Tính từ. Tính từ xong rồi, chủ ngữ phụ cũng xong đúng không? Yeah. Không, chủ Đã ngữ phụ cũng đã xong. Và về nhà đã yêu cầu làm ba cái bài tập, quay video đã quay hết chưa? Xin mời. Xin mời thú thật. Ai chưa làm bài tập? Xin mời giơ tay. 1 2 3 4 5 6. Còn ai nữa? 7. Úi rồi. Đấy. Ở đây số lượng người là cả cô là 20, chính ra là chỉ có tổng khoảng 18 thôi. 18 và đến 7 8 người rồi, gần 50% rồi. Thế này thì không làm thì làm sao các bạn đi tiếp được? Có ba cái video, ba bài, ba cái video đúng không? Phải làm nhá, không làm thì không nói được đâu. Đã nhắc rồi, bởi vì là cái ăn nhau ở cái bước là chúng ta có làm cái bước nói hay không. Mà nói đây cô có bảo yêu cầu bạn nói cái gì sâu xa là ngoài kia tự bịa ra để nói đâu. Bảo là tự bịa ra để nói thì còn liên quan đến cấu trúc, xong rồi còn liên quan đến từ vựng đúng không ạ? Nhưng đây là tất cả những từ vựng thì đã gần như cho hết rồi. Đáp án đã có sẵn rồi, bây giờ chỉ việc là gì ạ? Tập để nó gì ạ? Cất nó vào trong này của mình thôi. Và speak ra được thì có nghĩa là chúng ta mới là gì ạ? Mới là thành công của môn tiếng Anh. Được chưa ạ? Mục tiêu của phát âm, chúng ta thành công phát âm là phải mở miệng ra để bật. Còn chương trình giao tiếp chắc chắn rằng là cô chữa, cô dạy các bạn sẽ hiểu. Hiểu là cái chắc rồi, bởi vì cô đi rất chậm, đi đúng quy trình. Các bạn chậm cũng hiểu. Nhưng chỉ có điều đó là gì ạ? Hiểu đây các bạn phải speak ra được thì mới gọi là hiểu. Để chẳng còn hiểu, hiểu kia thì vẫn giống như mọi khi. Đúng không ạ? Vẫn 5 năm, 10 năm chưa nói được tiếng Anh. Nên ăn nhau ở chỗ là phải nói ra. Được chưa ạ? Nên là chúng ta hãy tập trung vào và hãy làm bài tập nhé. Được chưa? Còn không làm bài tập là buổi sau không gửi nữa đâu. Học xong hết rồi thôi, sau lại học tiếp. Thì nó sẽ không đạt được kết quả như mong muốn đâu. Nên đừng hỏi lý do vì sao. Sao cô bảo như thế mà cuối khóa em lại không được như thế. Đừng hỏi nhé. Hỏi là vì sao em chưa làm bài tập. Được chưa? Nên bài tập phải đầy đủ. Job hôm trước cho về về nhà để chép từ vựng rồi đúng không? Chưa, đã chép chưa? Vâng ạ. Bước của cô về nhà hôm nay, hôm nay của cô chỉ có gì ạ? Cho các bạn đặt từ vựng thôi. Bởi vì từ vựng là chúng ta nhớ là bước đầu tiên, bước từ vựng là chúng ta cần đảm bảo được ba yếu tố. Là gì ạ? Nghĩa, loại từ và đọc. Đúng không? Thế thì nghĩa thì đã cho về nhà chép vào vở rồi. Có hình ảnh kèm theo rồi. Loại từ thì job chỉ có một loại từ duy nhất, đó là danh từ, không cần phải nói nhiều. Không có loại từ nào khác đâu, là danh từ rồi. Được chưa ạ? Thế còn hôm nay cô sẽ ghi cho mình, lớp mình bước đọc. Đọc, bây giờ lớp mình được một nửa từ chuẩn rồi. Thế nên bây giờ từ bây giờ gì khi đọc phát âm, tất cả phần phụ âm phải để ý. Thực ra còn mỗi một âm nữa thôi, không sao hả? Chứ còn hai tư âm là xong rồi. Tất cả các phần phụ âm là phải để ý, để môi, lưỡi, răng như thế nào cho nó chuẩn. Được chưa ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc phát âm ạ. Được chưa ạ? Okay. Đọc những từ này coi như thực hành phát âm luôn nhé. Rồi, đây. Xin mời đọc. Đờ quay lưỡi vào trong. Doctor. Doctor. Đờ quay lưỡi vào trong. Dentist. Dentist. Từ từ bật ra. Dentist. Dentist. Âm này, âm giữa là âm cong môi, S dài đuổi gà đúng không? Cashier. Cashier. Nhân viên thu ngân ạ. Thu ngân. Nhân viên thu ngân và thủ quỹ đấy ạ. Cashier. Cashier. Bờ mím cái môi lại, đờ gẩy vào trong. Builder. 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 Bờ mím cái môi lại, tờ đầu lưỡi chân răng. Reporter. Reporter. Đây là phóng viên đúng không? Các bạn. Tờ đầu lưỡi chân răng. Tailor. Đây là thợ may đó ạ. Tiếp tục. Tờ đầu lưỡi chân răng, chờ cong cái môi lên, hôn hôn gió. Teacher. Tờ đầu cờ cuối ra hơi. Cook. Cook. Mờ mím cái môi lại, giờ là giờ cong môi còn nhớ không? Giờ cong môi. Sừng thì là ông sờ sờ đuổi gà, cong cái môi lên. Magician. Magician. Cong hết môi ạ. À. Magician. Magician. Bờ mím cái môi lại. Baker.
Girl thủ đuổi lại nha. Singer. Singer. Đến chữ G thủ đuổi lại. Singer. Singer. Và chữ tờ cuối lên nha. Artist. Artist. Yeah. Và chụp cái môi lại ạ. Waiter. Waiter. Cầm bờ tờ ra hơi nhớ nha. Carpenter. Carpenter. Thợ mộc. Tiếp bạn. Actor. Rồi, N quay đầu lưỡi vào trong ạ. Nurse. Rồi, secretary. G thụt cái lưỡi lại, D quay lưỡi vào trong. Gardener. Gardener. G đưa môi lên răng. Vet. 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 Rồi, bờ mím cái môi lại. Đây là ân ân ở cuối nhá, nhỏ thôi, có dư âm. Businessman. 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 Không đọc policeman đâu nha, không phải po, tiếng Anh không có âm o ạ, mà âm ơ ạ. Policeman. Policeman. Mím ngô lại. Policeman. Mím môi tiếp ạ. Painter. Painter. Hairdresser. Hairdresser. Quay lưỡi vào trong ạ. Dancer. Dancer. Phở đưa môi lên răng ạ. Farmer. Phở mỉm môi lại ạ. Farmer. Rồi xin mời cả lớp tự đọc lại tất cả các từ ạ. Đọc đi ạ. Cứ đọc theo cách của mình nhớ. Quay lưỡi vào trong nha. Âm nào phải cong, quay môi cong lưỡi phải đọc. Chuẩn phát âm đấy ạ. Tiếp nhé. Actor. Nurse. Nurse. Secretary. Secretary. Businessman. 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 Panda. Policeman. Bây giờ đọc được một nửa từ chuẩn rồi, nên là cứ âm nào học rồi phải nhớ định hình cái môi. Bạn ban đầu bạn chưa quen thì bạn phải định hình nó đúng không? Nhưng còn sau này quen rồi thì cứ đọc phát nó tự nó đưa môi lên răng. Đúng không ạ? Đờ tự nó quay nữa về trong, tức là nó thành thói quen đấy. Thì nó tự nó quay vào chứ mình không cần thấy nữa. Nhưng bây giờ chưa quen thì mình phải gì? Phải định hình là âm này quay lưỡi như nào, môi như nào, như răng như nào, đúng không? Tôi xin mời đọc tiếp ạ. Đọc mí môi lại. Beautician. Beautician. Chân đuổi gà các môi. Beautician. Beautician. Electrician. Electrician. Và chụm môi vào. Waiter. Waiter. Tiếp ạ. Waitress. Waitress. Shop công ngôi này. Shop assistant. Shop assistant. Sale assistant. Sale assistant. Shopkeeper. Shopkeeper. Trò công ngôi shopkeeper. Shopkeeper. Plumber. Plumber. Sử dụng nước nha. Phờ đưa môi lên răng này. Phờ này, phờ, phờ môi lên răng ấy. Phờ. Photographer. Chứ không đọc photographer đâu nhá. Photographer. Không có grab đâu ạ. Grab ra ngoài cái bát grab. Photographer. Không có tô ạ. Photographer. 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 Vẫn thấy grab ở đâu nhỉ? Đọc lại. Photographer. 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 Photographer.
Photographer. Photographer. Sanitation worker. Sanitation worker. Trình con môi lên, trình đuôi gà. Sanitation worker. Sanitation worker. Thụ môi vào, worker. Worker. Rồi, cleaner. Cleaner. Giờ này cong cái môi lên, giờ cong môi. Journalist. 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 Đúng rồi. Reporter. Reporter. Trình này cong môi nhá. Receptionist. Receptionist. Mở miệng môi lại. Barber. Barber. Hairdresser. Hairdresser. Taxi driver. Taxi driver. Đờ quay lưỡi vào trong. Dentist. Dentist. Actor. Actor. Actress. Actress. Đây nhá. Trình này cong môi này. Trình cong môi lên này. Optician. Optician. Bác sĩ nhãn khoa đấy ạ. Optician. Optician. Rồi xin mời tự đọc từ đầu đến số 17 này. Đọc đi ạ. Beautician. Electrician. Electrician. Shopkeeper. Plumber. Photographer. Station worker. Cleaner. Tôi là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Anh mất photographer. Nên là chúng ta không nghe được bởi vì cái phát âm của mình nó không chuẩn đó. Được chưa? Nên là phải thế nhé. Và bây giờ ta đọc từ vựng không phải là chỉ đọc không đâu, mà bây giờ chúng ta phải đọc chuẩn một nửa từ. Vì chúng ta học nửa từ rồi nên là phải cố gắng. Rồi tiếp nhé. Đọc này. A cook. A âm này sờ sờ cong môi ạ. À. Chef. Chef. Ở cuối đưa môi lên răng nhá. Chef. Chef. Các kitchener. Kitchener. Rồi tailor. Tailor. Cashier. Cashier. Rồi share cong môi cashier. 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 Tiếp nhá. Artist. Astronaut. Đây là phi hành gia. Astronaut. Astronaut. Còn đây là nhà thiên văn học ạ. Astronomer.
Astronomer. Astronomer. Rồi. Tiếp đây là thợ cắt tóc này. Barber. Barber. Xin mời bím cái môi lại. Barber. Barber. Rồi đọc lại từ này. Businessman. Businessman. Carpenter. Carpenter. Thu ngân này. Cashier. Cashier. Đầu bếp này. Chef. Chef. Đây, chờ cuối cong môi lên hôn gió nhé. Coach. Coach. Conductor. Conductor. Coach là huấn luyện viên đó. Thế còn conductor là nhân conductor. Viên điều hành xe buýt. Có nghĩa là những ông thu vé và điều hành chỗ ngồi gọi là conductor. Hiểu chưa? Conductor. Tiếp ạ. Đờ quay lưỡi xong. Dancer. Dancer. Diễn viên múa đấy ạ. Dancer. Dancer. Đờ quay lưỡi trong và sờ tờ cuối bật ra nhé. Dentist. 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 Rồi xin mời cả lớp tự đọc nào. Astronaut. Chữ T ở cuối lên ạ. Chữ T ở cuối là astronaut. Tiếp ạ. Astronomer. 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 Tiếp tục đọc đi ạ. Business. Rồi rất tốt. Bây giờ chúng ta xong phần từ vựng và xin mời chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp. Ngữ pháp của bài này rất dễ dàng, học có một chút xíu thôi. Vẫn là đặt câu với động từ to be rồi, nhưng chúng ta thêm một cái phần nho nhỏ nữa. Đây, sang phần ngữ bước ngữ pháp nhé. Ngữ pháp bài này rất là đơn giản thôi. Và bài này chúng ta sẽ học, tức là khi đặt câu ấy là sẽ ghép từ vựng của chủ đề ngày hôm trước về tính từ với chủ đề về nghề nghiệp ngày hôm nay vào với nhau để đặt câu. Đó. Nên là cứ chủ đề ngày hôm trước ấy nó lại link sang chủ đề ngày hôm sau để sử dụng lại từ vựng ngày hôm trước. Nó hay ở chỗ như vậy. Đấy, cô soạn mà, thế nên là các bài nó liên quan đến nhau chứ không phải hai bài độc lập nhau đâu. Thực chất là liên quan đến nhau hết. Đây, chúng ta vào phần này, hôm nay chúng ta sẽ học phần mạo từ ạ. Đây. Có mỗi thế này thôi. Grammar đây. Để học cách sử dụng của mạo từ ơ và ân. Ơ ân. Nó đứng trước danh từ gì ạ? Đếm được ở dạng số ít. Cứ danh từ nào đếm được dạng số ít thì có xuất hiện mạo từ ơ ân. Còn nếu không đếm được thì không có đâu nha. Ví dụ tôi uống nước. I drinking water. I'm drinking water. Tôi đang uống nước thì nước không đếm được. Đúng không ạ? Nhưng mà gì ạ? Có một cốc nước ở trên bàn của tôi, vậy thì cốc nước này đếm được không? Có. Đếm được và số ít thì vậy phải là there is a glass of water on the table. Đúng không ạ? Thế thì chúng ta thấy là gì ạ? Cứ ví dụ như là tôi thích uống trà thì I like drinking tea. Thì lại không có, bởi vì tea không đếm được. Nhưng lại nói là tôi thích uống một tách trà. Vậy thì một tách trà có đếm được không? Có. Vậy lúc này nó đếm được nên phải có ơ. I like drinking a cup of tea. Được chưa? Đó. Hoặc là mình vừa học chủ đề về nghề nghiệp đúng không? Vậy nghề nghiệp có đếm được không? Không đếm được. Một giáo viên, hai giáo viên đếm được không? Có. Một ông đầu bếp, hai ông đầu bếp đếm được không? Đếm được. Được đúng không? Nếu mà gì ạ? Nói là bố tôi là đầu bếp thì đương nhiên cái chức đầu bếp đấy là đếm được, đúng không? Mà đếm được này lại ở dạng số gì? Số ít. Vì vậy nên phải có ơ. Được chưa? My father is a chef. Đúng chưa? Đấy. À, bạn để ý này. Ơ cộng danh từ bắt đầu bằng phụ âm. Còn ân thì gì? Đứng trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm. Nguyên âm thì chúng ta cứ tạm thời ghi nhận nó có ba cái, bốn cái chữ này. O, E, A, I. Đúng không? Nó có bốn cái chữ đấy. Sao lại ao ra nhiều? Bây giờ lại vào nhiều thế. Vào muộn này thì học kiểu cái gì nữa? Lại tranh thủ chắc đi nấu cơm à?
Xong giờ này gọi là vào à? Rồi, đơn giản đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ vào đặt câu nhé. Mẹ tôi là một doanh nhân giỏi. Hay nói là mẹ tôi là doanh nhân giỏi. Không nói chữ một chăng nữa thì chắc chắn cái từ doanh nhân giỏi đấy số ít. Đúng chưa? Bởi mẹ thì chỉ có một nghề thôi mà. Vì vậy nên gì ạ? Mẹ tôi là doanh nhân giỏi. Thì bản thân cái từ này bạn ngẫu nhiên bạn phải có cái gì đấy. Phải có ơ ở đằng trước đúng không? Phụ âm thì là ơ, còn nguyên âm thì là ân. Đúng không ạ? Phải nói như nào? Mẹ tôi là doanh nhân giỏi là gì? My mother, mother is a business, is a good businessman. Doanh nhân giỏi mà. À đây, bây giờ chiếu lại cho các bạn cái phần liên quan đến cái nghề nghiệp để các bạn nhìn vào để bạn biết lúc nào là ơ, lúc nào là ân nhé. Đây ạ. Đây ví dụ như ở đây thì bạn sẽ thêm gì đây? Nếu một nghề thì ân. Yes, đúng rồi. Một phi hành gia bạn thêm gì? Un-actioner, đúng rồi. Một nhà thiên văn học nói nào? Un-actioner. Đây là gì? Barber, thợ cắt tóc. Đây là gì? Businessman. Đây là gì? Carpenter. Tiếp ạ. Tiếp. Chỉ có nguyên âm thôi. Có bốn cái chữ là O, E, A, I thôi. Được chưa? Thì là un. Đây bạn có nhìn thấy không? Đây toàn ơ hết nhưng mà đến chỗ này này, nhìn thấy không? Un actor, nhìn thấy không? Xong rồi un actress, nhìn thấy không? Đấy. Thế còn cái nào mà nó đây, lựa un này. Electrician. Còn lại là ơ hết ạ, đúng không? Ơ hết luôn. Hoặc trong số này này, chúng ta thấy có những cái nào được ơ? Hầu hết là un hết, ơ hết. Un gần như rất ít. Đúng không ạ? Nhà nào đang ồn nghe về cái anh nha. Cái anh nha. Nhà nào cười hay thế? Vui thế. Đang học vui thế. Rồi, đặt câu khác nhé. Này lúc đấy là mẹ tôi là một doanh nhân giỏi rồi đúng không? Là my mother is a good businessman đúng không? Hoặc là business woman được nha. Còn business man dùng cho cả nam cả nữ. Còn business woman thì dùng cho nữ thôi. Yeah. Mẹ tôi là giáo viên tiếng Anh giỏi. Nói như thế nào? My mother is a good English teacher. Đúng không? Is a good English teacher. Mặc dù không nói là mẹ tôi là một. Mẹ chỉ nói là mẹ tôi là giáo viên tiếng Anh giỏi. Thì đương nhiên chỗ này là gì ạ? Số ít phải có tóm lại cứ trước danh từ đếm được số ít luôn phải có ơ hoặc ân, không nói chữ một cũng phải co vào. Nó là một thằng bé thông minh, nói như nào? He is a intelligent boy. Nếu mà intelligent thì là ơ được không? Ân đúng rồi. He is intelligent boy. Đúng rồi. Tiếp tục, hoặc là nếu dùng clever thì gì? He's a clever boy, đúng không? An intelligent boy hoặc a clever boy, yeah. Rồi và chúng ta có một cái ghi chú nho nhỏ là nếu cái âm u ấy, âm u này nếu như âm u này là phụ âm thì nó thêm ơ, còn nếu nó là nguyên âm thì thêm ân, được chưa? Bài này ngữ pháp nó đơn giản thì thôi, quan trọng là thực hành được. Chà, bây giờ ví dụ chúng ta lấy ví dụ nhé. Cút này nó lại không cho viết nữa rồi à? Cho viết đi, nó lại đơ bút rồi. Viết tay này hơi xấu xíu, viết tay nhé. Ví dụ nhé, chúng ta có từ con kỳ lân này. Đúng không ạ? Thì trong trường hợp này chữ you này được phiên âm là gì? You. Đúng không ạ? Ni. Và con. Thế thì ở đây bạn nhìn thấy nó phiên âm là gì? Gì thì nó là nguyên âm hay phụ âm?
là nguyên âm. Phụ âm ạ. Z là phụ âm ạ. Thì vậy đây nếu là một con kỳ lân sẽ phải là gì? Ừ. Ừ. Nhưng nếu như chúng ta có cái ô này. Umbrella. Đúng không ạ? Thì ở đây này, chữ U này phiên âm là A ngược. Thì A ngược mình có 20 âm nguyên âm thì trong đó có A ngược là nguyên âm đúng không? Thế bây giờ một cái ô sẽ là gì? An umbrella. An, bởi vì sao? Ở đây nó phiên âm là A ngược. An umbrella. Umbrella. Nên các bạn để ý chữ U thì có những trường hợp nó được phiên âm là Z thì nó phải là ơ. Còn nếu phiên âm là A ngược thì là ân. Dạ, một thì sẽ phải thêm lần trước đi. Dạ. Đó. Và nhớ này, các bạn phân biệt được nó là đứng trước cái nào, nó đứng trước cái này, đây là xét cái này nhá, thì là ơ. Đứng cái từ sát nó, tức là đứng sát nó luôn. Thì đây là in, a, à, y, thì vậy đây phải là ân. Được chưa? Xét từ đứng trước nó ngay nhé, chứ không phải đưa xét cái từ dạng sát đằng sau này đâu nhé. Dạ, rồi. Đó thì phụ âm nó chỉ có như vậy thôi. Nó khó phân biệt. À, cái này nó liên quan đến phần đánh vần. Thì phần phát âm mình có phần số 4 ấy. À, phần số 5, phần cuối cùng sẽ học đến phần đánh vần đấy ạ. Để mình nhận diện được âm ấy. Còn bây giờ chúng ta mới học hết phần đầu tiên ấy. Hết phần đầu tiên là phần phụ âm. Sau hết phụ âm thì chúng ta sang phần trọng âm, còn nhớ không? Xong trọng âm bắt đầu sang luyện giọng. Luyện giọng bắt đầu sang nguyên âm. Nguyên âm thì có âm cuối cùng, phần cuối cùng mới học đánh vần thì mình mới biết được cái phần phiên âm này này. Phần đánh vần thì mình biết được cái âm này để mình đọc nó cách chính xác này. Đấy. Thì mình sẽ học sau. Rồi nhé. Bây giờ cô sẽ cho lớp mình nghe một cái video từ vựng để các bạn có thể nghe và đọc theo thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ vào phần sửa bài. Không nghỉ job để về nhà. Không, tí nữa cô sẽ chuyển sang cho các bạn thêm một chút từ vựng về family để hôm sau học chủ đề family nó nhanh hơn. Giờ cho lớp mình nghe cái... nghe một cái video về job này. Chúng ta nghe và đọc theo cho nó chuẩn phát âm. Okay, class, who would like to do problem 3 on the board? Please don't be me, please don't be me. I know Miss Einstein. Let's give someone else a try, Ralphie. How about you? Học theo những cái video hoạt hình kiểu như vậy được này, nghe nó cũng dễ mà. Kiểu những cặng gì cho trưởng cái trẻ con ấy thì nghe nó dễ. Bây giờ chúng ta đang trình độ mất gốc thì chúng ta nghe về cái video của trẻ con ấy dễ nghe. Còn bao giờ chúng ta qua mất gốc rồi chúng ta sẽ nghe những video Sophia, dễ hơn. Actually. Đấy, nghe dễ mà. Wow. Recess. Saved by the bell. What happened, Sophia? I froze in front of the whole class. What if... cứ mở actress. Cứ mở phần hoạt hình tiếng Anh trẻ con này, nghe nó dễ. Bây giờ mình chỉ nghe thế thôi. Đừng có tham, được chưa? Nghe phần dễ dễ thôi, cho nó quen đi. Dạ. Yeah. Bây giờ về mở cùng con, nghe video cùng con này. Đây, bây giờ mình đọc theo nhé. Từ vựng. Đó, mình nghe và mình đọc theo nhé. Bật mic để đọc theo ạ. Jobs. Jobs. Nếu mà bạn thấy từ vựng nào mà mới mà chưa có, bạn có thể chép vở mình luôn được hoặc về nhà thì bạn. Police. Police hoặc police mà được ạ. Police. Teacher. Announcer. Chef. 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 Chef.
Driver. 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 Farmer. 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 Fireman. 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 Doctor. 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 Nurse. 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 Architect. 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 Engineer. 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 Businessman. 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 Actor. 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 Actress. 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 Singer. 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 Dancer. 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 Musician. 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 Footballer. 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 Bricklayer. 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 Baker. 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 Barber. 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 Butcher. 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 Cameraman. 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 Photographer. 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 Đấy, chứ phải photographer đâu nhé. Captain. 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 Soldier. 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 Worker. 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 Carpenter. 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 Cashier. 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 Custodian. 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 Cái này là bằng cái từ guardian. Guardian là người giám hộ. Custodian. 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 Đó. Thì cái video này cô sẽ gửi lên cho lớp mình để lớp mình có thể về nhà nghe lại cho nó đọc cho nó hay nhé. Đây, gửi luôn cho lớp này. Ông tí nữa bảo gửi lại quên mất. À, gửi cho để nghe. Thế bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần
Ok. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần bài tập nhé, chữa nhanh phần bài tập. Cô sẽ chữa mẫu thôi, vài câu thôi. Sau đó thì về nhà các bạn phải làm, xong hôm sau mới chữa chính được. Được chưa? Đó. Đấy mình thấy không? Từ vựng mà chép ở nhà rồi ấy thì học rất rất là nhanh, đúng không ạ? Đấy, ngữ pháp bài này nó cũng dễ nữa. Đây, bây giờ chúng ta sẽ vào phần bài tập này. Đó. Rồi, xin mời. Chúng ta làm câu đầu tiên. Chồng tôi là diễn viên giỏi. Xin mời làm thử nào. My husband, my husband is a good actor. Rồi. My husband is a good actor. Đó, chúng ta phải có là gì? Mặc dù có chữ 1 hay không có chữ 1 thì chăng nữa vẫn phải có ơ, bởi vì đứng trước danh từ đếm được giả số ít, đúng không? Và diễn viên giỏi thì giỏi là tính từ phải ngồi trước danh từ. Các bạn có thấy là bài này chúng ta cứ sử dụng từ vựng của ngày hôm trước, chủ đề trước và kết hợp với gì? Từ vựng này ngày hôm nay không? Đúng không? Đấy, sẽ liên tục kết hợp để các bạn gì ạ? Được lục lại những từ vựng của phần tính từ. Mẹ anh ta là một nha sĩ chăm chỉ phải không? Câu gì đây? Câu hỏi đảo cái gì lên? Easy. His mother. Đúng rồi. Chăm chỉ là tính từ phải ngồi trước cái này. Đúng rồi. Nên mấu chốt là chúng ta phải nhớ được những từ vựng về nghề nghiệp mà hôm nay chúng ta học, được chưa? Còn từ vựng về tính từ hôm trước là cũng nhớ rồi, nên là chỉ việc đặt trước danh từ là xong thôi, đúng không? Đấy. Còn cấu trúc vẫn là to be, am, is, are thôi, khẳng định, phủ định, nghi vấn thôi, chưa có gì thay đổi cả. Anh trai của bạn là một nhân viên lái xe taxi phải không? Câu gì đây? Câu hỏi. Đảo cái gì lên? Your brother. Is your brother a taxi driver? Bạn là thợ lậm đầu giỏi phải không? Đảo cái gì lên? Are you a good baby? Lưu ý nhé. Chúng ta có hai từ hairdresser, nó khác với barber chỗ nào. Hairdresser cũng là thợ làm vừa cắt vừa vội vừa làm lung tung hết cả. Đấy chưa? Có liên quan đến đầu. Còn barber nó chỉ liên quan cắt thôi. Thì mỗi cắt. Đấy chưa? Đấy là sự khác nhau. Vậy thợ làm đầu giỏi thì chúng ta dùng từ này. Yeah. Yep. Anh ta là một nhà báo chăm chỉ. Mình nói nào? He is a hardworking reporter. Nhà báo là gì? Reporter là phóng viên. A hardworking nhà báo là gì nhỉ? Journalist, chính xác ạ. Journalist. Nhà báo là journalist. Cô ấy là một nhân viên lễ tân xinh đẹp. She is a beautiful secretary. Đúng rồi, xinh đẹp là tính từ phải ngồi trước cái thằng lễ tân này, đúng không? She is a beautiful lễ tân là gì nhỉ? Receptionist, nhớ nhanh nhỉ? Vừa học xong đã nhớ từ vựng rồi. Họ là nhân viên ngồi bàn chăm chỉ phải không? Câu gì đấy? Câu hỏi. Đảo cái gì lên? Are they hardworking waiters? My mother is a hardworking beautician. Đúng rồi, chính xác đó. Tiếp. Cô ta là một nhân viên dọn dẹp vệ sinh phải không? Is she a cleaner. Đúng không ạ? Bố tôi là một thợ điện giỏi.
My father is an electrician. Đúng rồi. Đó. Đã nhớ cái từ gì nhanh nhất vừa học xong lại nhớ này. Quá gì gì. Bố mẹ bạn là bác sĩ nhãn khoa cũng giỏi phải không? Viên. Are your parents? Sure. Good dentist. Good. Phải dentist. Bác sĩ nhãn khoa mà. Optician. Kiểm tra mắt thì ra ông. Dạ ông dentist ông kiểm tra cho chết rồi. Your parent optician. Good, đúng rồi, good optician. Đúng rồi. Không có ơ bởi vì sao? Đây là số nhiều. Vì vậy ở đây phải là số nhiều mà số nhiều thì không ơn đúng chưa? Bạn làm tốt quá. Yep. Anh ta không phải là nhiếp ảnh gia giỏi. Câu gì đây? Đúng rồi, he isn't good photographer. Phải có cái gì trước chữ good đấy? He isn't a good photographer. Đúng rồi. Bố cô ấy không phải là thợ sửa ống nước. Her father is an Ethan. Rồi, plumber. Bạn tôi là nhân viên bán hàng tốt bụng. My friend, shop assistant. My mother is a famous chef, kitchener, chef cũng được, cook được, khi chờ đợi cũng được, đúng không? Chị gái bạn là thợ may giỏi phải không? Brother. A good tailor. Tôi là nhân viên thu ngân chăm chỉ. I am hardworking. Đúng rồi. Cashier. Cashier. Em gái tôi là một công nhân vệ sinh có tâm. My younger sister is a cleaner. Là nhân viên dọn dẹp vệ sinh ở khối indoor, tôi nói là trong số trong nhà. Đúng không? Còn công nhân vệ sinh là dọn dẹp vệ sinh ngoài gì ạ? Public area là khu công cộng ấy kìa. Thì gọi là gì? Cleaning worker. No. Sanitation worker. Còn nhớ không? Sanitation worker là công nhân vệ sinh ạ. My younger sister is the kind sanitation worker. Sanitation. Bố bạn là thợ cắt tóc giỏi phải không? Your father. Thợ cắt tóc là gì? Barber. Đúng rồi. Thợ cắt thì dùng từ này. Họ là phóng viên chuyên nghiệp phải không? Are they? Thế thì bài này về nhà cô sẽ gửi đáp án để các bạn làm video nhé. Nhớ chưa? Bài này làm video nói, bài số 2 làm dạng viết. Bài 2 sẽ làm dạng viết, còn bài này làm dạng nói.
cộng với chép cho cô từ vựng về family và vợ. Có 3 bài tập. Bạn nào lỡ bài tập của ngày hôm trước xin mời làm đầy đủ. Bởi vì hôm nay là chắc là chúng ta học đã nghe thứ 5, chắc là chủ qua thứ 5 vẫn còn học đúng không? Rồi không sao, thế thì các bạn sẽ làm nhé. Coi như là thứ 5 học đây là từ nay đến thứ 5 là hoàn thành bài tập cũ. Được chưa? Thế còn lại là bài tập mới. Chào cô, mở cửa cho bạn đây cô. Đi học về bạn ấy tự đi, bạn tự nhà về. Cô Edison ạ. Sao biết đoán thế, tại vì ở đây chỉ có đoàn địa điểm với Greenfield với lại Edison mới về lần này. Mỗi hai cái thôi, cô chẳng có lựa chọn nào khác cả. Cô bạn ấy tự nào? Đi ở ngay chỗ West Bay này. Thì gần mà, đi có khoảng hơn 500 mét rồi bạn tự đi, đi patin, sáng đi, trưa về ăn cơm, chiều lại tự đi, tối lại trước tự em, về. Trước em ở lệch 1 gần trường đấy hơn. Đúng rồi. Thì là học ở đây thì tiện, gần. Nhưng mỗi tội là trường này thì đúng là học phí thì cũng khá là cao. Nhưng mà thực ra chất lượng không bằng ngày xưa bạn học ở Hà Nội đâu. Hà Nội ngày xưa bạn ấy học chất lượng tốt hơn ở trường Edison này đấy. Còn cái bạn ấy tự lập hết mọi thứ. Đi học xong rồi tự rửa bát, tự làm việc nhà, tự các thứ. Nói chung là mẹ cũng nhà, anh ấy tự làm hết. Quét nhà, lau nhà. Việc, đủ việc. Sau đây, chào cô cả. Rồi. Bạn này lớp mấy? Con lớp mấy à? Lớp 3. Con lớp 3. Con đẹp trai không? Đi đâu chỉ con đẹp trai sướng. Nhưng mà chắc giống bố không giống mẹ. Hả? Chắc là giống bố không thấy giống mẹ. À không giống mẹ. Giống thế thì vẫn giống mẹ. Đẹp trai này giống mẹ này. You know? Xin phép cô là mình ao trước một chút ạ. Dạ, xong rồi. Vâng, bye bye ạ. Xong rồi, thì lớp về nhà làm bài tập nhé. Đấy, có 3 bài tập đấy thì làm đầy đủ. Bạn nào nợ thì làm lớp bài tập cũ nhé. Thì hẹn gặp lại lớp thứ ngày mai. Ngày mai. Ngày mai thì chúng ta sẽ học lớp tư duy tâm linh nhé. Chín giờ không năm phút để học hết các ngày trong tuần buổi sáng nào hết. Còn bạn nào học cả ngày thì học nhanh thì sẽ cứ học chung ngày mai đã. Sau đó thì chúng ta sẽ phân lớp sau. Ok. Rồi, goodbye cả lớp. Bye bye. Yes. Okay. Bye.